Fast Face là chuyên mục truyền hình trực tuyến talk show livestream dành cho làng giải trí. Họ là những người thành đạt trên con đường sự nghiệp của mình đến từ giới showbiz, cộng đồng mạng, xã hội. Nghệ sĩ, doanh nhân, chuyên gia chính trị gia, Facebooker. Đến với Hot Face, chúng ta sẽ trải nghiệm và nhìn xuyên suốt bức tranh đa màu sắc về cuộc đời và cảm xúc của những người có những ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng. Những nhân vật của Hot Face có thể là những cái tên vô cùng nổi tiếng trong thời gian dài, nhưng đồng thời cũng là những nhân vật mới được chú ý đến nhưng để lại dấu ấn sâu sắc ngay lập tức cho cộng đồng. Những scandal, những mệt mỏi, những mất mát, những nỗi đau, những giọt nước mắt, những niềm vui, những thành bại của họ trên con đường sự nghiệp. Họ cống hiến và khát khao vì công việc, họ dám yêu và bảo vệ tình yêu, họ sẵn sàng thoát ra những rào cản của giới hạn để trở nên mạnh mẽ, đương đầu vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Họ dám sống thật hơn với chính mình. Họ đã mang lại cho những người xung quanh những bài học hữu ích. Chuyên mục Hot Face là nơi chân thật nhất để những người đang được xã hội quan tâm vào thời điểm nóng này được nhìn thấy, được lắng nghe, được trao đổi trực tiếp. Hãy đón xem chương trình giao lưu trực tuyến được diễn ra trên kênh Truyền hình Pháp Luật. Một cuộc hôn nhân sóng gió không thể nói hết bằng lời. Một cuộc sống gia đình không như mong đợi, trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình, bị chồng đánh đến ngất xỉu, rồi vô cảm với cái gọi là ngọt ngào của phòng the, rơi vào vực sâu của trạng thái trầm cảm và đã không ít lần nghĩ đến cái chết để trốn tránh cuộc sống đang bế tắc. Tưởng chừng người phụ nữ ấy sẽ đầu hàng số phận. Nhưng chính tại ngõ cụt của cuộc đời mình, cô đã bật tỉnh, lội ngược dòng bằng lý trí, nghị lực, bản lĩnh của chính mình, kéo mọi thành viên trong gia đình xích lại gần nhau và đưa cuộc sống hôn nhân trở về sự bình yên, hạnh phúc. Tuy không hề đơn giản một chút nào. Không những thế, chính nguồn năng lượng tràn đầy của mình, cô đã làm đòn bẩy cho hàng triệu gia đình, đặc biệt là những phụ nữ đang bế tắc trong cuộc sống hôn nhân, vượt lên chính mình để gìn giữ hạnh phúc bền vững. Cô trở thành một diễn giả, một chuyên gia tâm lý, người gieo hạt giống hạnh phúc. Đó chính là Vera Hà Anh, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Tâm lý và Đào tạo Vera. Cô đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng như danh hiệu Nữ Doanh nhân Tâm tài của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nhân Văn hóa Nữ tướng Thời Bình. Đặc biệt, ngày 18 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Học viện Vera Hà Anh. Và hành trình lội ngược dòng thành công của người phụ nữ đó đã diễn ra như thế nào? Cô đã lựa chọn con đường chia sẻ và giúp hàng nghìn người phụ nữ Việt Nam và quốc tế thay đổi tư duy, hành động tích cực ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa Truyền hình Pháp luật Việt Nam và Vera Hà Anh trong chuyên mục Hot Face, được phát trực tuyến trên website www.tvphapluot.vn, trên trang fanpage và kênh YouTube của Truyền hình Pháp luật Việt Nam. Phạm Tân xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hot Face của Truyền hình Pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tuyến trên website www.tvphapluot.vn, trên trang fanpage cũng như kênh YouTube của Truyền hình Pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, có lẽ cũng giống như rất nhiều cô gái khác, kết hôn vào năm 24 tuổi với một bức tranh lãng mạn, hạnh phúc của đời sống hôn nhân gia đình đang ở phía trước. Tuy nhiên, không lâu sau đó thì khi hai trái tim đã cùng chung dưới một mái nhà nhưng khó có thể cùng chung một nhịp đập, nhiều vấn đề đã nảy sinh. Người phụ nữ ấy đã trở thành nạn nhân của bạo hành trong gia đình. Và có lẽ nhiều khi cô đã vô cảm với cái gọi là sự ngọt ngào trong chăn gối phòng the, bị chồng đánh ngất xỉu nhiều lần và trở thành bệnh nhân của bệnh trầm cảm. Và đã cũng không ít lần cô gái ấy đã tìm đến, trong suy nghĩ của mình là tìm đến cái chết để có thể từ bỏ cuộc sống này. Và điều đặc biệt mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn đó chính là cô ấy đã lội ngược dòng với một hành trình hết sức đặc biệt, kéo lại hạnh phúc của chính mình ngay với con đò xưa chứ không phải là một bến đỗ mới. Và thưa quý vị khán giả thân mến, hành trình lội ngược dòng đó chắc chắn sẽ không hề đơn giản một chút nào.
Nhân vật khách mời ngày hôm nay của chuyên mục Hot Face truyền hình pháp luật Việt Nam xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn diễn giả, chuyên gia tâm lý Veda Hà Anh, hiện đang là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn tâm lý và đào tạo Veda. Xin được chào chị. Dạ, chào anh Tân. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, và ngày hôm nay thì thay mặt cho ban biên tập của truyền hình pháp luật Việt Nam, đặc biệt là những vị khán giả đang theo dõi chuyên mục ngày hôm nay, xin được cảm ơn Veda Hà Anh đã dành thời gian tới tham dự cuộc trò chuyện này. Dạ, cảm ơn anh. Và trước khi chúng ta cùng trò chuyện với vai trò là một chuyên gia tâm lý, một người phụ nữ rất là thành công hiện nay, thì những vị khán giả cũng như là Tân muốn Veda Hà Anh có thể nói rõ hơn về cái thời thơ ấu của mình. Cảm ơn câu hỏi của anh. Veda Hà Anh sinh ra và lớn lên tại một vùng quê của Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, và chuyển theo gia đình theo ra Hà Nội. Và cũng giống như hàng nghìn những cô gái khác, khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì Veda Hà Anh không có kiến thức và không trau dồi cho mình những kiến thức về hôn nhân đâu. Không hiểu thế nào là cái cần phải học cho cái kiến thức trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, mình cần phải học cái gì. Và chỉ đơn giản là có cảm xúc yêu. và cưới vậy thôi, và không có một cái kế hoạch hay là nghĩ rằng sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân mình cần phải học cái gì, học kỹ năng làm mẹ, làm con dâu hay làm vợ như thế nào, đặc biệt là không hiểu về vấn đề tình dục, rồi ngôn ngữ giao tiếp với chồng cũng không hiểu, mà chỉ tập trung vào cái việc là về bản thân thôi, như là ăn cái gì, đi đâu, mua sắm cái gì, đi chơi ra sao. Chỉ tập trung vào như vậy, cũng giống như những cô gái cũng hồn nhiên, cũng vô tư, cũng thoải mái. Vậy thì kết hôn là năm 24 tuổi. Kết hôn vào lúc 24 tuổi tròn. Vậy thì khi mà như Hà Anh vừa mới chia sẻ với những vị khán giả ngày hôm nay đó, là mình chưa chuẩn bị trang bị cho mình một cái kiến thức gì về hôn nhân và gia đình cả. Và sau khi kết hôn thì những vấn đề gì có thể nó đã phát sinh từ những yếu điểm đó? Wow. Nó giống như là gọi là một thiên đường nó sụp đổ với anh ạ. Thiên đường sụp đổ. Tại vì trước đó là mình nghĩ rằng đi bên cạnh anh ấy lúc nào cũng vui, cũng cười, cũng thoải mái rồi. Thích ăn gì thì ăn, làm gì thì làm, và hai người có vẻ rất là hòa hợp, rất là vui, rất đồng điệu luôn á. Và nói cái gì anh cũng cười, và nghĩ rằng người đàn ông như thế này lấy về thì rất là happy, vui lắm. Rồi. Nhưng mà khi mà bước vào cuộc sống hôn nhân thì sờ đâu là đụng đấy luôn. Ngay cả cái khả năng giao tiếp với người bạn đời nó ngỡ ngàng lắm. Ngày xưa là nói gì anh cũng cười cũng vui, còn bây giờ nói chuyện nữa là hai vợ chồng liên tục xung đột và cãi nhau. Nói bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ khi nào thì có? Bắt đầu từ khi là cưới nhau chỉ trong vòng 2-3 tháng đầu tiên là đã có xung đột rồi, là giao tiếp đã bắt đầu thấy có vấn đề, nhưng mà nó lớn dần. Mà vô hình chung mình không hình dung ra được. Mình cứ nghĩ rằng thì giận dỗi nhau xong thôi. Nhưng không ngờ là nó cuốn theo mà mình không hề biết hay biết. Tất cả các vấn đề như là mang bầu, rồi sinh con, rồi chăm con, rồi vấn đề về phòng the giữa cặp vợ chồng. Từ khi mà chưa có con đã có vấn đề rồi. Là gần như là, đây là nói chuyện hài, chứ gần như chỉ tập trung vào số lượng mà không tập trung vào chất lượng anh ta nào. Không biết là quý vị khán giả có hiểu rõ về ý của chuyên gia tâm lý Veda Hà Anh chia sẻ không, nhưng mà chắc chắn là đây là một trong những cái vấn đề mà nó cũng là nguyên nhân, đúng không? Nguyên nhân để dẫn đến những cái sự gọi là đổ vỡ hay là sự thăng hoa trong tình yêu. Vâng ạ. Vậy thì khi mà khoảng sau 2 tháng như chuyên gia tâm lý Veda Hà Anh vừa chia sẻ, thì chính bản thân mình là người từng trải và là người đã nếm trải những cái sự gọi là không có hay lắm trong cái tình yêu, trong những cái chuyện, nhiều chuyện của các cặp vợ chồng. Vậy thì sau đó thì cái cuộc tranh vãi rồi là những cái vấn đề xảy ra như vậy thì nó diễn ra như thế nào? Xung đột liên tục xảy ra, gần như là các cụ nói là 3 ngày béo, 7 ngày gầy là chính xác đấy. Rồi có những ngày, một ngày từ sáng cho đến tối, gần như là xung đột từ sáng cũng xung đột một vài câu, rồi đến trưa cũng lại cãi nhau một vài lý do gì đó, rồi đến thậm chí là khi buổi tối nằm ngủ với nhau cũng lại có một lý do nào đó để vợ chồng nó mất kết nối, phát sinh từ những vấn đề về con này, về nuôi dạy này, hay là vấn đề nấu ăn, hay vấn đề về sinh hoạt gia đình, hay vấn đề về mối quan hệ, rồi cũng có khi là đến từ vấn đề tài chính, rồi vấn đề phòng the, tất cả các vấn đề
nó không phải là tập trung đến cùng một thời điểm, nhưng mà nó rời rạc nhau, rời rạc, và nó từng chủ đề, từng vấn đề, mà nó làm cho vợ chồng ngày càng mất kết nối, và gần như nó rơi vào một cái trạng thái như là có không có thì thiếu, mà có thì thừa, anh tức là những cái vấn đề đó nó không phải đến cùng một lúc. Ví dụ giả sử như chúng ta có gì để đến cùng một lúc thì giải quyết rất đơn giản rồi. Thế nhưng cái này nó lại nhiều vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, và nó lại đến với cái thời gian là từ từ như vậy. Nó thẩm thấu vô, và thế là tình cờ nó đã làm cho cái khoảng cách giữa hai vợ chồng có nhiều cái ngày càng xa lờ nhau, đúng không? Vậy thì cái mâu thuẫn đỉnh điểm nhất mà Hà Anh đã gặp phải đấy là vợ chồng gần như là mà cảm thấy bế tắc và liên tục đưa ra những cái giải pháp như là ly hôn, rồi có rất nhiều trận xung đột mà không giải quyết bằng lời được, mà phải dùng đến hành vi, người ta được gọi là bạo lực. Thế thì vợ chồng xung đột nhau, rồi có rất nhiều lần vợ chồng đã có những trận xung đột mà gây ra tổn thương cho cả hai phía. Bản thân anh ấy là không kiểm chế được cái hành vi và lời nói, và bản thân Hà với Đà Hành cũng không kiểm soát được, thì dẫn đến vợ chồng đánh nhau rất nhiều lần. Vợ chồng đánh nhau hay là chồng đánh vợ thôi? Đúng, câu hỏi đó rất là với Đà Hành chưa biết trả lời với anh cái câu hỏi này theo một cái cụm từ nào cho nó phù hợp, nhưng mà chính xác là anh ấy đánh với Đà Hành. Còn lần trận đánh cuối cùng cho đến thời điểm này ấy, anh ta đã là cách đây khoảng hơn 5 năm, thì là cái trận đánh đó là với Đà Hành có hành vi bật lại. À, tức là mình phản kháng. Đúng rồi, có phản kháng anh Tân ạ. Tức là với Đà Hành đã đưa chân lên để phản kháng lại cái việc mà anh đánh mình. Và sau đó thì đó là trận đánh mà đến bây giờ ấy, thì đó là một cái trận tập thể dục mạnh nhất anh ạ. Vâng, và chúng tôi cũng nghĩ rằng là tất nhiên tức nước thì vỡ bờ, đúng không? Cho nên là chắc chắn mà đó cũng sẽ là một cái kỷ niệm mà cho tới thời điểm này chúng ta quay lại thì thấy nó cũng khá là thú vị, đúng không? Chính những điều đó đã tạo nên một cái Đà Hà Anh cho ngày hôm nay. Vậy thì khi mà gặp phải những cái biến cố như vậy thì hậu quả của nó như thế nào? Tâm lý của với Đà Hà Anh rất là bất ổn, ở gần như là mơ rất nhiều ác mộng anh ạ. Cảm giác là con người bản thân mình ấy nó không có sự khôn, vì cãi nhau nhiều quá, thậm chí là đánh nhau, thế rồi thì mâu thuẫn cứ không gặp ấy thì mong gặp lắm, anh chưa đi làm về thì chỉ mong anh đi làm về, nhưng về nhà là đã cãi nhau rồi, đầu óc nó không thể nào tỉnh táo được. Cái đấy có phải người ta thường gọi là thương nhau lắm thì cắn nhau đau không? Cũng có thể đấy anh ạ. Và khi mà xung đột lên tới những cái đỉnh điểm nhiều như vậy thì với Đà Hành đã rơi vào trạng thái là trầm cảm, là liên tục mơ thấy ác mộng, rồi khi đêm ngủ có thể nghe thấy những bước chân người đi lại ở trong nhà, mà khi chạy ra là không thấy ai, mà chỉ thấy bóng tối, hay là trong những giấc mơ luôn cảm thấy không được, không bao giờ được ngủ ngon cả, rồi cơ thể của Đà Hành nó bị sang một trạng thái là bị hôn mê. Khi mà mình nằm ngủ xuống ấy thì chồng của Đà Hà Anh chỉ cần duỗi chân xuống thôi, đang nằm đâu mà anh duỗi chân chỉ cần mạnh tác động lên giường thôi là lập tức là cái cảm giác như là mình bị rơi vào trạng thái hôn mê, và như là cái não mình nó rơi ra khỏi cái đầu mình. Anh đã bao giờ có cái giấc mơ mà mình mơ xong mình bước xuống hẫng không? Tức là nó chìm xuống và cảm giác nó hụt hẫng trong giấc mơ như vậy. Sau đó thì cơ thể bắt đầu nó lạnh rồi các lỗ chân lông nó cảm giác như là nó phun ra nước ấy, và phải bôi rất nhiều dầu, rồi thì mặt nó tái đi. Khi đấy nó cảm giác là sợ hãi. Nguyên nhân là nó là lý do nguyên nhân nó là cái lần cuối cùng mà chồng của Vena Hà Anh đã đánh Vena Hà Anh thì tại trên cái giường đó, tức là về cái mặt tâm lý đúng không, nó bị ký ức và chính trong cái căn phòng đó, cho nên là khi mình bị sợ hãi mình có cái cảm giác nó bị dấu ấn, nên khi chỉ cần anh tác động lên giường thôi, chỉ cần chạm vào cái giường nó mà rung, hoặc là những ai đó mà kể cả đứa trẻ nào đó hoặc là con mình mà chạm vào cái giường đó thôi là mình đã có cảm giác đấy rồi, thì mình rất là sợ. Thế thì từ những cái trận đánh mà anh dành cho Veda anh như vậy rồi á, thì sau đấy thì cái chuyện phòng the giữa hai người thì có cái vấn đề gì không? Đã kéo dài rất là nhiều năm. Có chứ, rất là nhiều, trước đó nó đã có vấn đề rồi.
là vợ chồng đã không hòa hợp, không vui rồi. Đôi khi chỉ làm cho xong lần thôi, đôi khi là vợ chồng là cả tuần cũng không động đến nhau, nó không có happy, không có vui vẻ. Nhiều khi làm chỉ là vợ áp lực lắm, nghĩ đến chuyện đấy là áp lực và sợ lắm. Thế rồi thì ảnh hưởng các vấn đề như là kể cả vợ con của vợ anh cũng chứng kiến rất nhiều lần là vợ chồng cãi nhau rồi xung đột, đánh nhau. Và sau này thì khi vợ chồng đã hòa hợp rồi, người ta phải mất rất nhiều thời gian để xóa được những ký ức đấy của họ. Rồi cha mẹ hai bên, nó ảnh hưởng cha mẹ hai bên rất nhiều. Nên là cha mẹ mất niềm tin lắm. Mất niềm tin. Mất niềm tin lắm. Ba mẹ mà sinh ra chồng thì muốn là trả về nơi sản xuất anh ạ. À, tức là đuổi cổ cô con dâu về nhà gái đấy. Muốn trả về và nói rằng là bây giờ là bố mẹ là muốn gửi con về cho ông bà dạy lại. Nhưng mà ông bà đấy thì có biết được cái nguyên do không? Chứ đâu có phải chỉ nhìn ở bên ngoài rồi thế là đuổi được đâu. Rất là tình cờ là vì trong lúc mà xung đột đó thì Vera Hánh đã gọi cho ba của chồng ra để cầu cứu. Sau đó thì ba đã đứng ở bên ngoài thì lại nghe được câu cuối cùng trong cả một quá trình thì là không, mình không có nói và không có đánh được cái nào cả. Thế thì đúng một câu cuối cùng Vera Hánh có nói một câu là thằng chó kia, sao tao lại yêu một thằng chó như mày? Đấy, thì mình tức lên, đấy là tức lên là mình nói không kiểm soát được. Sau đó vác vali quần áo cho rồi để đi luôn đấy. Đó là thì đúng câu đấy thì lại bố lại nghe thấy. Sau đó thì bố lại lấy cái câu đó và bố cho rằng là mình đã không tôn trọng. Bằng chứng rồi thì bằng chứng và cộng với việc đó là vợ chồng đánh nhau rồi cãi nhau cũng chỉ một lần, nhiều lần thì dẫn vợ ông chán, bố mẹ buồn. Cho nên là bố mẹ thấy rằng là đúng là cần phải dạy lại. Thế sau đó thì với ba mẹ đẻ của Bella anh thì sót con muốn làm thế nào, và lại thấy rằng là con không có khả năng để tự bảo vệ mình, nó không làm cho gia đình hạnh phúc, cho nên cũng không muốn cho về nhà nữa, cũng không muốn gặp lại nữa. Nên tất cả các con đường của Bella anh là bị chặn hết, cứ là không còn cửa nào cả. Và bệnh trầm cảm thì mỗi ngày một nặng. Là lúc đấy mình đã được can thiệp của bác sĩ chưa? Lúc đấy thì chưa. Nhưng mà biết những cái dấu hiệu đó. Tức là mình bản biết. Thân mình tự biết. Mình biết. Thế sau đó thì thấy là dấu hiệu bệnh của mình thì càng ngày càng nặng như vậy. Con ấy thì còn thơ, còn dại, còn nhỏ. Nhưng mà lúc nào nó cũng có cảm giác nó sợ hãi ba của nó. Nên rồi thì bố mẹ hai bên không có niềm tin. Và bản thân mình cũng không nhìn thấy một cái tương lai nào cả. Và thấy tất cả các con đường đều đóng lại hết. Tất cả con đường đều đóng lại hết ngay lúc đấy. Sau tất cả những cái biến cố đó thì vợ chồng cũng không còn tình cảm dành cho nhau nữa. Những cái tổn thương nó quá lớn này nè. Thì hai người cũng quyết định dẫn đến ly hôn. Dẫn đến ly hôn, tức là hai người đã quyết định. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là câu chuyện này thì chúng tôi lại nghĩ rằng có lẽ cuộc sống của mỗi chúng ta cũng giống như là những chuyến hành trình. Và trên những chuyến hành trình đó thì sẽ có nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra. Và chúng ta dù muốn hay không thì vẫn phải đối diện với nó. Và mỗi người sẽ có một cách giải quyết khác nhau. Và câu chuyện của nhân vật ngày hôm nay của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi sau phóng sự ngắn sau đây. Với sự gần gũi, thân thiện và nụ cười ấm áp luôn nở trên môi là hình ảnh khó phai khi đã một lần tiếp xúc với người phụ nữ này. Đó là chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh, người phụ nữ đang từng ngày gieo hạt giống hạnh phúc và truyền ngọn lửa sống tích cực cho chị em phụ nữ cũng như nhiều gia đình trên khắp cả nước. Vun đắp cho tổ ấm luôn hạnh phúc là công việc không hề đơn giản, nhất là trong xã hội hiện đại khi tỷ lệ ly hôn, cãi vã, bạo lực gia đình, trầm cảm đang trở thành vấn nạn dẫn đến những bi kịch hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Cách đây gần 10 năm, Vera Hà Anh chính là một trong những người phụ nữ đã trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống hôn nhân đang trên bờ vực thẳm của mình. Nhưng giữa ranh giới mong manh ấy, cô đã tìm lại được giá trị của bản thân và cứu vãn cuộc hôn nhân sóng gió bằng sự thấu hiểu, sự mạnh mẽ, tự tin của chính mình. Bản thân Vera Anh có một cơ duyên để trở thành diễn giả chuyên gia tâm lý như bây giờ. Đó chính là đến từ một cuộc hôn nhân chưa được hạnh phúc. Vera Anh không có kiến thức chuyên sâu về đạo làm vợ. Nên chính vì thế mà gặp rất nhiều khó khăn trong những năm đầu. Và chính vì những cái việc khó khăn đó thì dẫn đến việc vợ chồng mất kết nối, không hòa hợp và gây ra cái hệ lụy rất là lớn
dẫn đến những bệnh trầm cảm, rồi thì vợ chồng đánh nhau. Và đã tưởng chừng như là cuộc hôn nhân này cần phải dừng lại. Nhưng sau đó thì Vera anh đã giác ngộ ra, à, mình cần phải thay đổi, mình cần phải làm điều gì đó để cứu chính cái cuộc sống hôn nhân của mình mà mình đã từng mơ ước, mình đã từng vun vén. Và Vera anh rất may mắn và đã đi đúng hướng, và đã đi tìm được cái công thức để cứu cuộc hôn nhân của mình. Và cũng từ đó mà đã mong muốn và khao khát rằng, à, mình sẽ đem cái kiến thức này đi để giúp đỡ cho chị em phụ nữ Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Và đã đem khao khát cái mong muốn này để đi chia sẻ, và đã miệt mài trong một thời gian rất là dài. Một cuộc hôn nhân sóng gió không thể nói hết bằng lời ấy đã từng khiến cho Vera Hà Anh chịu tổn thương về tâm lý, tinh thần và rơi vào trạng thái trầm cảm mà nhiều người phụ nữ gặp phải hiện nay. Không ít trong số đó đã đầu hàng số phận và để lại những mất mát lớn cho người thân trong gia đình. Vera Hà Anh như một ngọn lửa nhỏ bừng sáng trong ngõ cụt của cuộc đời, và bằng lý trí, nghị lực, bản lĩnh của mình kéo mọi thành viên trong gia đình xích lại gần nhau và đưa cuộc sống hôn nhân trở về trong sự bình yên, hạnh phúc. Bằng rất nhiều hình thức và vô cùng tuyệt vời, đó chính là kỷ lục Việt Nam đã xác nhận cho một cái món quà vô cùng lớn, đó là một cái đơn vị được tổ chức nhiều khóa học online, offline và hội thảo lớn nhất và nhiều nhất ở Việt Nam dành cho chủ đề về phụ nữ, về hôn nhân, về gia đình. Đây cũng là một cái nguồn động viên vô cùng lớn dành cho Vera Hà Anh nói riêng và học viện Vera Hà Anh nói chung. Và cũng nhờ được cái nguồn năng lượng này, nhờ cơ duyên này, nhờ cái nguồn động viên này mà Vera Hà Anh đã nghĩ đến việc là cần phải đem cái kiến thức này không chỉ cho chị em phụ nữ ở Việt Nam, mà còn nghĩ đến chuyện là đem cái kiến thức này ra thế giới, để mong muốn rằng một thế giới, vì một thế giới hạnh phúc, vì một thế giới không ly hôn. Vâng, thưa quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình Hot Fay của truyền hình Pháp luật Việt Nam. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tuyến trên website www.tvphapluot.vn, trên trang fanpage cũng như kênh YouTube của truyền hình Pháp luật Việt Nam. Và ngay bây giờ quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với Vera Hà Anh. Vậy thì cái đỉnh điểm của mình lúc đấy là như thế nào? Chị có thể chia sẻ. Cái đỉnh điểm thì là cả hai vợ chồng là quyết định dẫn đến ly hôn, là không còn cảm xúc với nhau nữa và không còn muốn chung sống nữa. Và Vera Hải đã đưa ra rất nhiều kế hoạch. Kế hoạch là sống ở đâu, làm cái gì, và sẽ nuôi con như thế nào. Còn nếu là tài sản thì Vera Hải không có gì mà mang đi cả. Bởi vì cái thời gian mình lấy nhau nó còn quá ít, và sự cống hiến của mình gần như không có. Thế vậy thì đi thì là cả cái trắng. Nhưng mà Vera Hải đã lên kế hoạch là mình sẽ phải làm cái gì để nuôi con, và kế hoạch chữa bệnh như thế nào. Đấy là cái giai đoạn đầu. Nhưng mà sau đó thì hai vợ chồng đã có một khoảng thời gian bình tâm lại, nhưng mà nó giống như là một thời gian ly thân ấy. Ly thân gần như là hai vợ chồng không trò chuyện nhiều, cũng không gần gũi nhiều. Vợ chồng phòng the thì cũng gần như là không có. Sau giai đoạn này thì có một lần trong vừa đại hành còn nhớ, đó chính là trong khoảng một năm khi mà điều trị bệnh ấy, thì chồng Vera Hà Anh có đưa đến bệnh viện tâm thần, bệnh viện Bạch Mai khoa tâm thần, và để test các chỉ số để kiểm tra. Thì sau tất cả những cái kết quả thì bác sĩ cho yêu cầu để gặp hai vợ chồng. Thì qua cái biến cố đó thì biết được, và qua cái kết quả thì biết được là mình bị mắc cái bệnh trầm cảm, thậm chí là nặng, rất là nặng, nặng. Vì hôn mê suốt, và tư tưởng của mình nó không được vui vẻ, và lúc nào cũng căng thẳng và stress rất nhiều. Thế thì khi mà lên kế hoạch ly hôn thì để lại Vera Hà Anh xác định là ngày hôm sau là sẽ đi bác qua ly để đi và để lại gia đình cho chồng. Thì con của Vera Hà Anh như thế sẽ để lại một đứa, nhưng chỉ có khả năng là nuôi đứa lớn thôi, đứa nhỏ. Nhưng mà ôm mình bệnh mà lại ôm một đứa nhỏ đi thì không thể chăm lo được. Thì gần như là trong giấc mơ ngày nào cũng mơ, cũng mơ thấy tiếng khóc, rồi mơ một cái biến cố nào đó, mơ cái gì đó rất là khủng khiếp. Thì trong giấc mơ có nghe thấy tiếng khóc thì mới tỉnh dậy bởi một cái tiếng gõ cửa rất là lớn. Thì mở ra thì đó là một cô công chúa thứ hai, cô đứng cô khóc, vừa gõ cửa cô khóc. Thì với là anh ra ôm con mà hỏi tại sao con khóc. Thì lúc đó nó nói bập bẹ
nó nói còn chưa tròn vành rõ chữ, nó nói là mẹ đừng bỏ con. Thế thì lúc đấy là Vera Hạnh đã khuỵu xuống luôn. Cái đấy là thực luôn hay là mình thật trong giấc mơ? Thật, ra tỉnh dậy thì là con đang đứng ở cửa đó. Thế thì khuỵu xuống luôn và ôm con vào lòng. Thì chính cái câu nói đó đã tác động lên Vera Hạnh. Bởi vì là Vera Hạnh lớn lên trong một tuổi thơ mà không được gần ba mẹ của mình. Khi mà mẹ của Vera Hạnh đã ba mẹ phải đi làm một nơi rất là xa, đó chính là ở giáp Trung Quốc, Đồng Đăng á. Vì để lại cho Vera Hạnh ở lại ở với bà nội và anh trai. Thế thì mong mẹ về lắm, rất là mong mẹ về. Vì tuổi thơ không có ở bên ba mẹ. Thì mỗi một lần về, mỗi một lần họ về thì vui lắm. Nhưng khi họ đi thì cứ chạy theo chiếc xe máy của mẹ, chỉ để nói một câu là mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Và bây giờ thì ngay trong cái giấc mơ của mình khi tỉnh dậy thì cũng có một tiếng nói giống như thế. Đúng. Và giống như là mình đồng đạt. Con đã nói đúng câu đó, mẹ đừng bỏ con. Thế thì hỏi con là tại sao con nói vậy? Thì nó nói rằng là con đã nhìn thấy mẹ đi. Đấy thì câu nói đó đã tác động. Bởi vì Vera Hạnh đã khóc hết cả tuổi thơ vì thương nhớ ba mẹ. Và khi mà đuổi theo ba mẹ ấy thì bóng xe máy nó cứ xa dần và quỳ dưới đầu làng trôi bóng nắng ở trên đỉnh đầu rồi lại tự đi về. Và tuổi thơ là như vậy. Cho nên khi bây giờ nghĩ đến con mà nghĩ đến bỏ con ở lại thì lại nghĩ đến cái nỗi đau của mình trong quá khứ. Và chính câu nói đó đã làm cho Vera Hạnh phải thức tỉnh lại. À, mình cần phải cứu cả đời con mình nữa. Chứ nếu như mình chỉ sống cho riêng mình thôi thì con mình sẽ ra sao? Mà ngày xưa thì Vera Hạnh đã có ba mẹ sống. Ba mẹ thì mình không biết nhìn thấy trước khi họ đến bao giờ. Mình biết đại loại là họ chỉ là phá sản thôi. Tức là với lại là khoảng cách bị xa cách nhau thôi. Xa chứ đấy. Không phải là tan tàn xảy ra giống như là sắp sửa. Thế nhưng mà bây giờ thì nó sẽ lớn hơn ba mẹ rất nhiều. Vậy thì đặt ra câu hỏi rằng mình đã phải chịu một tuổi thơ như vậy thì con sẽ ra sao? Vậy là lúc này Hà Anh đã thực sự là thức tỉnh. Thức tỉnh bởi cái câu nói đó. Và mình cần phải làm một cái gì đó. Và Hà Anh đã quyết định là dừng lại cái việc ly hôn. Và quyết định là sẽ chữa bệnh và đi tìm một điều gì đó để cứu cuộc hôn nhân này. Vậy thì cái lúc đó là chỉ có riêng mình Hà Anh thôi chứ có chia sẻ là chồng Hà Anh có không? À không luôn. Anh vì lúc đó vợ chồng cũng không có nói chuyện được với nhau cho nên không có chia sẻ nữa. Và như vậy là chỉ có một mình nhà anh trên cái chặng đường đó thôi. Và cái công việc đầu tiên mà sau khi cái tâm thức của mình đã thay đổi hoàn toàn rồi á thì cái hành động đầu tiên của hai anh lúc đấy, hành động đầu tiên đó là bắt đầu ngồi tĩnh tâm lại viết ra tất cả những điều mình mong muốn. Mình mong muốn trở thành như thế nào, mình mong muốn trở thành ai, mình mong muốn cái gì, những cái ưu và nhược điểm trong suốt trong quá trình lấy nhau là như thế nào, và bình tĩnh để suy xét lại để xem là cái gì là tốt cho mình ở thời điểm hiện tại và làm thế nào để chữa được căn bệnh này, làm thế nào để cuộc sống hôn nhân có trở lại hạnh phúc. Thế là khóc nhiều lắm, khóc nhiều rất là nhiều khi mà nghĩ đến chặng đường mà những ngày xưa đã chiều chuộng cưng chiều như thế, bây giờ lý do vì sao anh lại trở nên lạnh nhạt, lại đối xử với mình như vậy. Vậy thì cái lúc đấy là Hà Anh bắt đầu thay đổi, thì cái khoảng thời gian thay đổi đấy là Hà Anh đi học thêm hay là làm cái gì? Công việc để bổ sung thêm cái kiến thức á? Vậy là anh bắt đầu đi tìm các khóa học phát triển về bản thân. Rồi thì đi đọc sách, đi tìm sách để đọc về hôn nhân gia đình. Rồi thì vào Google để tìm, để search xem là về chủ đề hôn nhân như thế nào, làm thế nào để có một ngôi nhà hạnh phúc. Vì là có rất nhiều người hạnh phúc, thế tại sao mình lại không được như vậy? Thì Vera Hạnh bắt đầu đi tìm những cái điều đó. Vậy thì lúc đấy thì khoảng một thời gian sau thì chồng Hà Anh đã thay đổi như thế nào không? Có thể hiện cho mình biết rõ. Có một điều như thế này là Vera Hạnh đi tìm, đi học nhiều người thầy lắm, đi đọc nhiều cuốn sách lắm, mới đi tìm hiểu rất nhiều, đi hỏi những người có hạnh phúc ấy thì họ đã làm như thế nào. Nhưng mà khi về và ứng dụng cuộc sống hôn nhân thì nó không có ra. Anh ạ, không có phù hợp. Vợ chồng vẫn cãi nhau, vẫn xung đột, nghĩa là mình vẫn chưa tìm ra được. Sau đó thì Vera Hạnh ngồi tĩnh tâm lại để viết và nhớ lại tất cả
các câu chuyện, những xung đột nó giống như một thước phim quay chậm đấy anh ạ, để quay lại để tìm xem à cái mấu chốt hay cái vấn đề gì hay là một cái tác nhân nào đó mà đã dẫn đến việc cãi nhau xung đột như vậy, thì nhớ lại tất cả những lần anh ấy đánh để xem là à, vì sao anh lại đánh, đấy là thay đổi điều gì để anh không đánh. Thì với đà anh tập trung vào câu hỏi là làm thế nào để nếu như mà nó có quay trở lại thì làm thế nào để anh không đánh. À, thì đấy là một trong những câu hỏi mà đã thay đổi với đà anh, đó chính là câu hỏi là làm thế nào mà thay vì hỏi tại sao. Vì ngày xưa với đà anh đặt nhiều câu hỏi lắm, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại anh lại đánh tôi, tại sao anh lại chửi tôi, tại sao lại có một cuộc sống như vậy. Thế thì quay vào hỏi là làm thế nào để anh không đánh mình nữa, làm thế nào để yêu nhau, thì đó là câu hỏi đầu tiên. Nhưng có một cái cụm từ đã làm cho Vê Đà anh thay đổi mạnh mẽ hơn, đó chính là Vê Đà anh nghe được một câu nói, đó chính là đời chỉ thay đổi khi ta thay đổi mà thôi. Thì Vê Đà anh bắt đầu lên lập trình cho mình kế hoạch thay đổi. Thay đổi là từ tâm thân trí, thay đổi từ bên ngoài lẫn bên trong, cả thay đổi về mọi phương diện để xem là à, mọi thứ nó có tốt lên không. Và cuối cùng thì Vê Đà anh đã test đi test lại thử đi rất là nhiều lần, rất nhiều lần chính cuộc sống, đến bản thân của mình, chính cuộc con người của mình. Vậy thì cái lý do nào mà hai anh sau đó lại lựa chọn cái con đường sự nghiệp của mình để trở thành một chuyên gia tâm lý? Cảm ơn anh, câu hỏi rất là thú vị, bởi vì Vê Đà anh rất là muốn sẵn sàng để chia sẻ điều này. Vì sau khi mà test ra ấy ạ, thì bắt đầu nó thấy có sự thay đổi rất là lớn anh ạ. Thay đổi từ ánh mắt của mình này, khi mình ánh mắt đó thì nó sẽ ra cái gì, ánh mắt khác thì sẽ ra cái gì, rồi thì khi mình nói câu này thì phản ứng của anh ra sao, khi mình nói theo cái cách cũ thì phản ứng của anh như thế nào. Và test đi test lại, thử đi thử lại thì thấy là anh thay đổi rất lớn. Không, dần dần vợ chồng nó rút lại cái khoảng cách gần hơn mỗi ngày, vợ chồng bắt đầu thích nói chuyện hơn, thích gần hơn, rồi vấn đề phòng the cũng có một sự thay đổi, tiến bộ rất là lớn, cải thiện rất là lớn anh ạ, ngọt ngào hơn. Rồi thì dần dần vợ chồng đã kết nối, đã gần gũi và yêu nhau, thương nhau nhiều hơn, cho đến đỉnh điểm đó là khi mà vợ chồng đã nồng nàn, ngọt ngào hơn cả thời gian kia anh ạ. Dữ vậy hả? vậy thì cái giai đoạn đấy thì anh sẽ chia sẻ về cái công việc của mình như thế nào? Anh gần gũi hơn, vợ chồng chia sẻ nhiều chuyện hơn, trò chuyện gần gũi hơn, rồi thì dành được nhiều thời gian bên nhau hơn. Sau đó, sau này thì chính anh ấy lại chính là người mà động viên với lại anh đi chia sẻ. À vậy à, là người trực tiếp động viên luôn. Và chính anh là người đã đặt vấn đề và nói về vấn đề này. Nhưng mà với lại anh thì lấy rằng, ôi anh với đầu thì phản ứng lắm. Và nói rằng là anh thấy, em thấy anh nói thì kỳ lắm. Làm sao mà em chia sẻ được, em đứng trước mấy người em còn run nữa, làm sao mà em đi nói cái vấn đề đó được. Và gặp đi rất nhiều lần. Nhưng mà anh nói rằng là anh cũng không biết là em đã thay đổi anh như thế nào, nhưng mà chúng mình đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, và anh đã xin lỗi rất nhiều lần, và anh nói rất nhiều lời yêu thương, lời yêu vợ, và anh động viên khéo lắm, anh động viên rất là khéo. Và anh nói rằng là anh tin rằng em sẽ có thể đi chia sẻ và giúp đỡ cho nhiều người phụ nữ. Anh không biết nó là cái gì, nhưng mà anh tin là em làm được. Và anh đã động viên đấy anh ạ. Tức là người trực tiếp động viên cho Hải anh chính là ông chồng của mình, mà trước đây đã tạo ra những cái biến cố trong cuộc sống hôn nhân. Và nếu như vậy thì hình như sau đó bao nhiêu năm là Hải bắt đầu khẳng định được cái vị trí của mình với góc độ là một chuyên gia tâm lý nhé, để được nhiều cái giấy chứng nhận cũng như là các cái lớp học đấy. Vâng ạ, thì chính xác là 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi, rất là nhanh. Thường thường là các cái chuyên gia tâm lý người ta học phải rất là lâu. Thế nhưng mà bằng cái sự trải nghiệm chính cuộc sống hôn nhân của mình thì sau 2 năm rưỡi. Vậy thì Hà Anh có thể chia sẻ cho những vị khán giả của chúng ta được biết là những cái giải thưởng mà Hà Anh đã nhận được. Giải thưởng với, như là Doanh nhân tâm tài này, Nữ tướng thời bình này, hay là đặc biệt nhất là Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng cho danh hiệu là đơn vị tổ chức các khóa học online, offline lớn nhất Việt Nam từ năm 2016 đến 2018. Tức là có cái số lượng đúng không? Số lượng lớn nhất và những cái người tiếp cận cũng rất là nhiều. Chính nguồn năng lượng tràn đầy của Vera Hà Anh, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Tâm lý và Đào tạo Vera, trong mỗi khóa học của mình đã làm đòn bẩy cho hàng triệu gia đình, đặc biệt là phụ nữ đang bế tắc trong cuộc sống hôn nhân, vượt lên chính mình để gìn giữ hạnh phúc bền vững. Và những cái mà tôi nhìn thấy được ở cô Hà Vera Hà Anh
thì cô cũng đã truyền tải được cho tôi thêm những cái năng lượng và cái thúc đẩy cho tôi thêm cái hoài bão và cái ước mơ cho công việc cũng như là cho cuộc sống của mình, là muốn là mình sẽ trở thành một người phụ nữ lương thiện và sống có tâm, có sự gần gũi với cộng đồng, với mọi người hơn. Chính vì như thế mà tôi cũng từ cô một phần ảnh hưởng khá lớn mà tôi đã đang lung nấu xây dựng cho mình một cái kế hoạch trong tương lai, theo một cái mục đích là sẽ đưa cái công việc cũng như là cái sự nghiệp của mình liên quan đến việc là giúp đỡ cho cộng đồng, cho mọi người có một sự nghiệp mà thật là giá trị, cũng như là cho các bạn trẻ, những trẻ em mồ côi và những người trẻ em có gia cảnh hoàn cảnh khó khăn. Xin gửi lời cảm ơn đến cô Vera Anh, người đã chia sẻ cho cộng đồng Happy Queen, cho tôi rất là nhiều các cái kiến thức, các cái kỹ năng để giúp cho chúng tôi có được cái sự tự tin cũng như là hạnh phúc hơn trong cuộc sống hôn nhân. Chính sự thay đổi trong tư tưởng rồi hành động, Vera Hà Anh đã tích cực tham gia các hoạt động phát triển bản thân cũng như nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi từ các chuyên gia trong nước và trên thế giới, khẳng định được giá trị của bản thân và trở thành chuyên gia tâm lý. Và cô không ngần ngại mang chính câu chuyện của mình để tiếp sức cho những người bế tắc như chị qua những khóa học do chị lên ý tưởng và dành trọn tâm huyết trong đó. Những khóa học đã đi vào cuộc sống của hàng ngàn phụ nữ và để lại dấu ấn sâu đậm phải kể đến là những khóa học online có thể học bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, phù hợp với thời gian sắp xếp của riêng mỗi cá nhân học viên và phù hợp theo hoàn cảnh khác nhau của mỗi người, mỗi gia đình, như khóa học phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương, phụ nữ lãnh đạo bằng ngôn từ, phụ nữ lãnh đạo bằng tình dục, nghệ thuật yêu dành cho cặp vợ chồng, tiền hôn nhân và tuyệt chiêu chọn bạn đời để cưới, tuyệt chiêu trị chồng ngoại tình, nghệ thuật massage cho chồng yêu, phụ nữ lãnh đạo bằng sức mạnh mềm, phụ nữ lãnh đạo bằng quyền lực mềm, vân vân, là những chương trình offline chia sẻ và truyền cảm hứng bất tận cho phụ nữ. Chị Vera là một người rất tuyệt vời và luôn có một cái sứ mệnh, đó chính là đem lại sự hạnh phúc gắn kết giữa những cặp vợ chồng và gắn liền những vết thương trong gia đình. Và hầu hết chúng ta đều đã từng ít nhất một lần gặp phải những cái lần như thế với chồng hoặc vợ của mình. Chị ấy có những cái mô thức, có những cái cách thức để làm thế nào có thể giúp mà gắn liền được vết thương cũng như là giúp chúng ta có thể yêu thương nhau nhiều hơn, gắn kết nhau nhiều hơn. Chị đã cho tôi một cái nhìn nhận cũng như là cho tôi những cái thông tin mà để giúp tôi cũng có thể hạnh phúc hơn trong cái cuộc sống gia đình của mình. Với phong cách giảng dạy gần gũi, thân thiện, dễ hiểu và hài hước, xuất phát từ tâm nhưng không kém phần mạnh mẽ, bản lĩnh, chị đã thực sự trở thành ngọn lửa để hâm nóng cảm xúc cho tình yêu hôn nhân và cuộc sống của các gia đình Việt. Sau những khóa học này, học viên có thể vận dụng những nguyên tắc vàng để giữ lửa trong cuộc sống hôn nhân và ổn định tâm lý và tìm đến những giá trị sống đích thực cho chính bản thân và gia đình, bạn bè xung quanh. Nói về Vera Hạnh thì tôi chỉ nói rằng là đó là một lời rất là tuyệt vời về một người phụ nữ mà tôi đã cảm thấy rằng là cái lục bên trong nó rất mạnh mẽ như vậy và nó lan tỏa rất nhiều cái giá trị yêu thương như vậy, thì tôi tin là các bạn cũng sẽ cảm nhận được. Và thực sự đến thời phút này khi mà Vera Hạnh chuẩn bị nhận một cái giải thưởng rất lớn, một cái giải thưởng mà tôi nghĩ rằng ở ngoài kia có rất nhiều doanh nhân cũng mong muốn, những diễn giả cũng mong muốn, và tôi tin rằng là Vera Hạnh đã thực sự xứng đáng với giải thưởng này. Chắc là Hạnh có một cái sự dũng cảm rất lớn khi bước chân vào một cái chủ đề mà liên quan đến phụ nữ cần phải phát triển, phụ nữ cần phải đứng ở một vị trí rất độc lập. Làm thế nào để vừa là một cái hậu phương vững chắc cho một cái mái ấm ở gia đình, nhưng vừa có thể vươn lên, cân bằng mọi thứ ở ngoài kia, và thậm chí có những việc, nhiều việc họ có thể đứng lên và cân bằng, ngang bằng với đàn ông. Vậy thì trong cái quá trình đó, tại vì mình là từ cái bản thân của mình để trở thành một chuyên gia tâm lý, vậy thì có những cái khó khăn gì không? Khó khăn ấy thì thực ra là bởi vì là Vera Hà Anh đi chia sẻ bằng trái tim, bằng tình yêu, hay là bằng sự đồng cảm của những người phụ nữ. Bởi vì Vera Hà Anh thấy là xung quanh mình có rất nhiều người gặp vấn đề, kể cả người thân, kể cả là anh chị em ruột cũng là có vấn đề. Thế thì Vera Hà Anh mang theo cái trải nghiệm của bản thân thôi để đi chia sẻ cho chị em phụ nữ, cho các cặp vợ chồng. Thì ban đầu ấy thì là đến các quán cà phê anh ạ. Đến quán cà phê sau đó thì đề nghị được hỗ trợ giúp đỡ để chia sẻ, rồi chia sẻ cho các chị em. Thì giai đoạn đầu thì khó khăn, thì nói là khó khăn thì cũng không hẳn, nhưng mà cũng không phải là không có. Nhưng bởi vì là mình không có cái lúc đó không có đặt ra gì mục tiêu lớn cả. Chỉ nghĩ là đi giúp được ai thì cứ giúp vậy thôi. Tức là mình trải nghiệm, chia sẻ. Chia sẻ đơn giản vậy thôi. Nhưng sau đó thì mọi người thay đổi rất là lớn.
thì mọi người truyền miệng nhau. Truyền miệng nhau thì động viên mọi người tìm đến nhiều. Và đấy là cái mới đầu chỉ trong vai trò là một người đi chia sẻ thôi. Thế sau đó thì dần dần đấy thì những cái kiến thức nó bắt đầu lan tỏa đến cho nhiều chị em. Dần dần là với là anh được mọi người động viên cho trở thành chuyên gia tâm lý. Bây giờ thì rất nhiều đơn vị họ muốn mình đến chia sẻ trong vai trò là một diễn giả. Thế rồi từ những cái lớp rất là nhỏ, từ lớp 10 người, 30 người, rồi lớn hơn cho đến bây giờ thì lên tới 1000 người. Veda, anh có thể chia sẻ về cái cuốn sách là Nữ Hoàng Hạnh Phúc gì đó đúng không? Dạ. Và thì chia sẻ rõ hơn về cái cuốn sách này. Cuốn sách này thì là trong một bộ sách Veda anh có ra mắt là bộ sách gồm 5 cuốn là bộ sách Nữ Hoàng Hạnh Phúc. Thì cuốn đầu tiên là Nữ Hoàng Yêu Thương, Nữ Hoàng Ngôn Từ, Nữ Hoàng Phòng The, Nữ Hoàng Quyến Rũ và Nữ Hoàng Lực. Thì 5 cuốn này thể hiện ở 5 góc độ khác nhau. Đầu tiên là cuốn Nữ Hoàng Quyến Rũ là dành cho tiền hôn nhân, là bí quyết chọn bạn đời phù hợp để kết hôn anh ạ. Tức là cái cách để quyến rũ đúng không? Với lại anh tìm ra được những cái cách thức, những cái kỹ năng, những cái công thức mà để tạo cho từ những người tiền hôn nhân để họ có kiến thức trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Thì cái cuốn thức đó, cái cuốn sách đó nó sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức cho tiền hôn nhân. Rồi thì đến cuốn thứ hai là Nữ Hoàng Yêu Thương. Cái cuốn này ấy, nó tổng hợp cho một người phụ nữ hiểu được cái ý nghĩa vai trò của hôn nhân là gì và họ biết như thế nào là yêu nhầm người hay là yêu sai cách. Rồi trong cuốn sách đó cung cấp cho một người phụ nữ đầy đủ kiến thức để có sự tự tin để bước vào hôn nhân cũng như là người đang ở trong hôn nhân để họ nhìn thấu rõ hơn bản chất của hôn nhân là gì. Và cái tôn chỉ trong cuốn sách đó là lấy yêu thương làm lãnh đạo nhận, là kim chỉ nam để trong quá trình hàn gắn cũng như trong quá trình phát triển hạnh phúc trong hôn nhân gia đình. Cuốn sách thứ ba là Ngôn Từ, thì cuốn sách đó chủ đạo để học cách kỹ năng giao tiếp, để làm thế nào mà có thể giao tiếp với bạn đời mình từ sáng tới tối mà không thấy nhàm chán. Nghe có vẻ rất là thú vị. Cuốn tiếp theo. Cuốn tiếp theo là cuốn về Phòng The để. Ôi nó lại càng thú vị hơn. Tại vì là hướng dẫn một cách chi tiết từ cách tạo bối cảnh như thế nào này, rồi làm thế nào cho vợ chồng có thể hòa hợp được trong quá trình Phòng The. Vì là anh có đồng ý rằng là chúng ta đang thiếu kiến thức về Phòng The đúng không? Kể cả nam giới lẫn là phụ nữ đều thiếu lắm. Thường là đa phần dạng giống như là giải quyết về cái nhu cầu thôi, chứ chưa hiểu là làm như thế nào để có thể vợ chồng hòa hợp hơn, để làm thế nào lên đỉnh được, thế rồi thì để nồng nàn hơn. Tất cả có trong cuốn sách. Trong cái cuốn sách đó. Thế sau cuốn sách cuối cùng đó là cuốn sách về Nữ Hoàng Quyền Lực, là phòng chống cả phòng cả chống về vấn đề ngoại tình. Tuyệt chiêu chị chồng ngoại tình là như vậy. Vậy là trong 5 cuốn sách này có rất là nhiều những thông tin mà chị em phụ nữ, hoặc là chắc chắn là không phải chỉ riêng chị em phụ nữ đâu, mà các đấng mày râu có lẽ là cũng cần bổ sung cung cấp thêm những thông tin này, đúng không? Vâng ạ, cuốn sách đó thì nam giới vẫn có thể đạt được ạ. Và Tân vẫn nghe đâu đó rằng là cái quan điểm của Veda Hà Anh đã từng chia sẻ đó là tập trung vào cái việc cải tạo và sửa chữa. Vậy thì không biết là như thế nào, tại Tân nghĩ là này giống như mình đang xây nhà gì đó. Dạ em cảm ơn anh. Veda Hà Anh đã từng có một cái câu nói mà thường xuyên nói với chị em phụ nữ là phụ nữ thì cần phải tập trung vào cải tạo và sửa chữa, không cơi nới và đập phá. Bạn chỉ đập phá khi bạn đã biết cách cải tạo và sửa chữa mà ngôi nhà không còn phù hợp với bạn nữa, thì cần phải đập nhanh và gọn để xây mới hoàn thiện hơn. Thì anh cũng thấy là giống như ngôi nhà. Đúng rồi, giống như ngôi nhà gì đó. Cái tình yêu của mình nó cũng giống như vậy. Thì cái việc mà chúng ta kết hôn cũng giống như mình đi xây nhà đấy anh. Thì mình cũng cần phải có một cái cần phải hiểu là bất kể một ngôi nhà nào theo thời gian nó cũng có dấu hiệu của sự là xuống cấp. Thế rồi thì có thể là chóc sơn, có thể là bị vôi hóa, có thể bị chóc tường. Ui, mới đây ta thì còn thấy là có rất nhiều ngôi nhà bị sập đổ. Đấy, rất là nguy hiểm đúng không? Thì cái việc mà mình đang nói về vấn đề cải tạo sửa chữa thì có những cái dấu hiệu như vậy thì tập trung vào để mình sửa chữa hơn là chỉ vì những cái dấu hiệu đó để mình đập phá đi. Tại vì anh thấy là trong cuộc sống hôn nhân ấy, thì vợ chồng nào cũng có những mâu thuẫn. Không mâu thuẫn ở cái vấn đề này thì cũng sẽ ở các cuộc khác. Thế vậy không phải là vì
vài những cái điểm đen như vậy mà mình nghĩ ngay đến việc ly hôn. Ngay việc không mình không thể giao tiếp được với nhau thì mình cần phải nghĩ đến chuyện làm thế nào để cải thiện được cái vấn đề giao tiếp với chồng mình. Hay là vấn đề là phòng the không kiến thức thì mình cần phải đi học những cái kiến thức về phòng the để làm thế nào vợ chồng có thể hòa hợp hơn về vấn đề đó. Hay là cái vấn đề về con cái nuôi dạy cũng vậy. Hay là vấn đề là xây dựng các mối quan hệ hòa hợp trong đại gia đình lớn thì thiếu đâu mình bù đắp lại. Mình chưa biết thì mình học thôi. Chứ còn thực ra là chúng ta cũng chưa được dạy đạo làm vợ, đạo làm chồng như thế nào cho chuẩn mực. Thế vậy thì thiếu đâu mình bù đấy. Chứ còn nếu như chỉ vì như thế mà mình nghĩ đến ly hôn, mình nghĩ đến đập phá thì có phải là mình đang lãng phí nguồn lực quá hay không? Hay phải chăng là mình đang là đưa ra những cái quyết định nó hơi bổng, không muốn nói là quá bổng. Vậy là tức là mình phải suy nghĩ, mình phải nhìn một cách cái cuộc sống của mình nó đa chiều hơn thì lúc đấy mình giải quyết nó sẽ hoàn thiện hơn, đúng không? Và tôi còn có một cái câu hỏi nữa mà muốn chia sẻ, anh chia sẻ, đó là anh từng khẳng định nói rằng là yêu thương là con đường ngắn nhất, duy nhất của phụ nữ để lãnh đạo cuộc sống này. Nhưng điều lưu ý đó là phụ nữ không nên lãnh đạo bằng sử dụng yêu thương để lãnh đạo, chứ không thể sử dụng bằng quyền lực. Nếu được thì muốn chia sẻ hơn về cái vấn đề này cho chị em phụ nữ. Vâng ạ, cảm ơn anh. Anh có đồng ý rằng là yêu thương ấy là khắc tinh của tất cả mọi sự giận dữ, và bây giờ thì chế ngự được tất cả những cái sự ức chế của những người xung quanh. Vì để yêu thương ấy, con người được sinh ra là chúng ta được bao bọc bởi trong cái bụng của mẹ 9 tháng 10 ngày, nó được sự bao bọc, được sự yêu thương, nó đã quen với hệ thống niềm tin trong tiềm thức rồi. Và khi con người chạm vào yêu thương, đó là cái cách mà người ta cảm thấy là sẽ rút bỏ được tất cả những cái vỏ bọc của cơ thể của bên ngoài, nó sẽ làm tan hết và nó sẽ giúp cho con người nó chạm gần với nhau nhiều hơn. Tức là ta nghe thì mình nghe thì hiểu như thế đấy, nhưng mà cái những cái ngôn từ hay là khi mà mình đi truyền đạt cho những chị em phụ nữ thì nghe có vẻ nó hơi nghệ thuật một tí. Mà đã là nghệ thuật thì Tân vẫn thường người ta nói rằng nghệ thuật là anh đang lừa dối. Vậy thì Hà Anh có tự tin khi mà những điều mình chia sẻ sẽ tiếp cận đến với những cái chị em phụ nữ mà người ta đang cần và có thể thực hiện được nó hay không? Vậy là anh tin rằng ai cũng có thể làm được. Bởi vì bên trong bạn nó có quá nhiều nguồn lực. Và thực chất là trong chúng ta, kể cả nam giới hay đàn ông, đều có yêu thương vô điều kiện. Nhưng mà chúng ta có biết tác động vào nó hay không? Có biết đẩy nguồn lực nó lên hay không? Hay chúng ta thường như chúng ta toàn đem lấy cái sự giận dữ, tức giận và ức chế để chế ngự nhau. Đấy là một dạng của quyền lực cứng. Khi chúng ta ra lệnh và lãnh đạo người khác theo quyền lực cứng thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là mất năng lượng nhỉ? Khi mà mình cáu gắt và tức giận ấy, thì mất rất nhiều năng lượng. Nhưng mà khi yêu thương ấy, thì chúng ta gần như là không có tức giận mà chúng ta thấy vui hơn, nhẹ nhàng hơn và đơn giản hơn. Ví dụ cụ thể một cái hành động hay một cái sự việc nào đó. Ví dụ như là một tình huống nào đó, vì vợ chồng mà về mà xung đột, anh ấy có nói một cái câu nào đó mang tính là chỉ trích bạn đi, hay là làm tổn thương bạn đi, thì nếu như một cái phản xạ thông thường theo tính truyền thống ấy, thì chúng ta sẽ phản xạ lại. Chúng ta cũng sẽ chê lại, chúng ta sẽ nói lại. Và hai vợ chồng sẽ lôi những ký ức rồi cãi nhau, rồi làm rất nhiều điều là làm để cho chế ngự cái người đối diện của mình ấy, họ sẽ phải hạ gục xuống. Nhưng thay vì thế, mình chỉ cần mỉm cười thôi và nói với anh ấy, anh nói đúng đấy, em đồng ý với suy nghĩ của anh, em sẽ rút kinh nghiệm, em sẽ không làm điều này. Khó quá. Có khó à? Thế nhưng mà không có cái gì là khó nếu như bạn muốn làm. Và nếu như giữa cái việc mà hạnh phúc và đúng nó không tồn tại, nếu như mình thấy khó thì nó sẽ là đúng. Nhưng nếu như mình chọn hạnh phúc ấy, thì mình thấy nó đơn giản lắm nhỉ. Đằng nào cũng phải phát ngôn, đằng nào cũng nói, tại sao mình không nói những lời hay ý đẹp, đằng nào thì cũng hạnh phúc, thì tại sao mình không hạnh phúc sớm ngày nào hay ngày ấy, đúng không? Là một người phụ nữ đã kinh qua rất là nhiều sự cố trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, và sau đó thì chị đã kéo lại hạnh phúc chính cho bản thân mình và trở thành một người phụ nữ có thể nói là khá là thành công. Vậy thì chị hãy cho biết là thời gian đối với chị thì nó có ảnh hưởng như thế nào? Cảm ơn anh. Qua những biến cố trong cuộc sống, qua trải nghiệm bản thân, thì Vera nhận ra rằng là thời gian thực sự rất là quan trọng, chân quý lắm. Không ai trong chúng ta có quá 24 giờ trong một ngày,
và cũng không ai sống mãi với thời gian được. Tuổi thọ lớn nhất của loài người, người ta có thể tính tới 150 tuổi. Nhưng bây giờ thì ở Việt Nam mình là tuổi thọ trung bình có rơi vào gần 80 tuổi thôi. Thế vậy cái thời gian chúng ta còn rất ngắn. Phải đối chiếu và tham chiếu lại với chính và liên hệ với chính bản thân mình là bây giờ bạn còn bao nhiêu thời gian, bạn đã tiêu bao nhiêu thời gian nữa. Vậy bạn còn bao nhiêu thời gian nữa thì bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cho những giọt nước mắt, bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cho sự đau khổ. Người ta cũng cùng quỹ thời gian người ta hạnh phúc, tại sao mình lại phải đau khổ? Thế vậy thì bạn không muốn chọn đau khổ nữa, bạn muốn hạnh phúc thì bạn cần phải làm điều gì đó, cần phải action, cần phải thay đổi, cần phải hành động đi. Bằng cách là gì? Mình thiếu đâu mình bù đầy. Bây giờ kiến thức còn rất nhiều. Thế đồng ý rằng là mình vào cuộc sống hôn nhân mình không có kiến thức đi, thì vậy mình bù đắp nó, hãy học nó đi, hãy tìm hiểu nó đi, sớm lắm, càng sớm càng tốt, càng nào cũng phải hạnh phúc sớm ngày nào tốt ngày đấy. Là với là anh bây giờ chân quý lắm, mỗi một ngày khi mà chỉ cần nhìn thấy bình minh mà nó nhìn thấy mặt trời mà lên thôi là tỉnh dậy, là đặt tay trái tim và nói cảm ơn cuộc đời sẽ cho tôi thêm một ngày mới để yêu thương và cống hiến. Với là anh chỉ chọn mục tiêu của với là đích của với là anh ấy, là mỗi một ngày là một ngày vui, trân quý từng giây từng phút, bởi vì hành trình hạnh phúc ấy không phải là đích đến mà nó là một hành trình, cho nên mình cần phải nhặt nhạnh, mình cần phải trân quý, mình cần phải nâng niu từng giây từng phút, không chỉ là với bạn đời đâu mà với chính bản thân mình và với cha với mẹ với con với anh chị em với tất cả các mối quan hệ xung quanh trong cuộc đời của mình, để năng nhặt niềm vui mà thay đổi tư duy để cho mình luôn luôn tích cực, mình sẽ có những vị thời gian vô cùng hạnh phúc. Vậy thì hiện tại thì ông xã của hai anh đã chia sẻ về cái cuộc sống của mình như thế nào với người vợ yêu quý của mình. Để nói về nếu mà nói về ông xã thì bản thân với đại không nghĩ anh là ông xã nữa, mà đó là một người bạn tri kỷ, tâm giao. Và có những lúc ấy, thì anh ấy là một nhà vua vĩ đại, có lúc anh ấy là một người thầy. Thế là anh nói về anh ấy thì cảm xúc lắm, vui lắm, và chúng tôi ngưỡng mộ lắm. Chúng tôi vẫn đang muốn cái cảm xúc đó, anh có thể chia sẻ. Anh ấy một ánh sáng và nó phong tỏa hết cả con người của Thế là anh. Thế là anh rất là happy và biết ơn lắm, biết ơn vì anh đã đến trong cuộc đời Thế là anh để dạy cho Thế là anh những giá trị trong tình yêu và hôn nhân, giá trị trong cuộc sống. Và anh ấy có vai trò vô cùng quan trọng. Anh ấy là nguồn sống, là niềm tin, là sự ngưỡng mộ, là tình yêu, là tất cả những gì mà anh có. Tôi nghe chị Veda anh nói thì giống như là anh ấy là tất cả của anh rồi, đúng không? Trải qua những cái biến cố như vậy đó, rồi thời gian cũng như là sự chia sẻ của người chồng mà trước đây cũng đã có những cái hành động nắm cái xác ở trong suy nghĩ đã không tôn trọng hay là đã xảy ra trong những biến cố của đời sống hôn nhân và gia đình. Sau đó thì chị đã có một cú lộn ngược dòng để nắm giữ lấy chính hạnh phúc ngày xưa của mình. Vậy thì trải qua những cái thời gian đó thì chị có thể rút ra được những cái bài học kinh nghiệm, những cái chia sẻ gì gọi là xúc tích nhất cho các chị em phụ nữ, và đặc biệt là những chị em đang trong cái hoàn cảnh mà giống như trước đây của Vina Hà Anh. Dạ, cảm ơn anh. Các chị em thân mến, với là anh chỉ biết là nói tất cả những điều này bằng trái tim của mình. Là chị em chúng ta sinh ra để được cưng chiều, để được yêu thương, để được nâng niu. Thế vậy thì chúng ta chỉ có một cuộc đời sống thôi. Và chúng ta cần phải chọn một cái đích. Đích của bạn là cần phải chọn một cái đích hạnh phúc. Thế vậy bạn phải làm như thế nào để có một cái cuộc đời hạnh phúc? Và hãy trân quý nó, hãy tin tưởng bản thân mình tuyệt đối, và hãy tìm ra được cái phương cách để bạn có thể bảo vệ được cuộc đời bạn và bảo vệ được hôn nhân của bạn. Chúng ta hoàn toàn có niềm tin các bạn ạ, hoàn toàn có niềm tin, tại vì tất cả chúng ta đều sinh ra đều xứng đáng hết. Các bạn hãy tin tưởng bản thân mình tuyệt đối. Là một phụ nữ, hãy chọn mình làm nữ hoàng, hãy sống, hãy yêu và hãy cho đi như một nữ hoàng. Và kế hoạch tương lai của Vera Hà Anh, kế hoạch tương lai của Vera Hà Anh là đem cái tất cả những kiến thức này chia sẻ cho toàn thế giới, cho tất cả các cặp vợ chồng trên toàn thế giới, và tạo ra 100 Queen Bee
là những người giống như Vera anh này, là diễn giả chuyên gia tâm lý này, và sẽ tạo ra 1.000 chuyên gia tâm lý để có thể đi khắp nơi để có thể chia sẻ tất cả những kiến thức này tới chị em phụ nữ, để chúng ta cùng nhau sát cánh để bảo vệ, để yêu thương và để truyền động lực cho chị em phụ nữ rằng chúng ta có quyền được hạnh phúc. Từ một cô gái yếu đuối và chịu không ít tổn thương trong cuộc sống hôn nhân của chính mình, giờ đây Vera Hà Anh đã trở thành tổng giám đốc Người Gieo Hạt Giống Hạnh Phúc. Cô vinh dự nhận nhiều giải thưởng như danh hiệu Nữ Doanh Nhân Tâm Tài của Hội Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nhân Văn hóa, Nữ Tướng Thời Bình. Đặc biệt, ngày 18 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho Học viện Vera Hà Anh, là đơn vị đã xác nhận được kỷ lục đơn vị tổ chức nhiều khóa học online và offline về chủ đề hạnh phúc gia đình và bền vững trong hôn nhân trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018. Và đáng trân trọng hơn cả chính là tấm lòng đã giúp hàng nghìn người phụ nữ Việt Nam và quốc tế thay đổi tư duy, hành động tích cực như một nữ hoàng hạnh phúc. Là một người phụ nữ nhân hậu, tâm sáng, chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh cùng cộng sự thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Với chị, quan điểm cho đi là còn mãi sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Học viện Vera Hà Anh. Trải qua bao gian khó, tổn thương trong hôn nhân, nhưng bằng sự quyết tâm thay đổi, bằng trí tuệ và sự thông minh, năng động và hơn cả là tình yêu gia đình đã làm nên một Vera Hà Anh đầy nội lực và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, an yên trong ngôi nhà hoa hồng do chính mình cần mẫn xây dựng. Nơi ấy có những đứa con ngoan, khỏe, có người chồng rất mực yêu chiều và luôn động viên, đồng hành với chị trong hành trình tư vấn và giải pháp tâm lý hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Công ty tư vấn tâm lý và đào tạo Vera, địa chỉ phòng 1007, tầng 10, tòa C6, khối 6, khu đô thị Mỹ Đình 1, Hà Nội. Điện thoại 0988 991 157, website www.verahaanh.com. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hot Fay kỳ này của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã mời đến chính là ông xã của Vera Hà Anh, người sẽ trực tiếp là chứng cứ để cho quý vị và các bạn chúng ta hiểu rõ hơn về cái hành trình mà Vera Hà Anh đã lội ngược dòng như thế nào. Xin được cảm ơn anh đã cùng tham gia với chúng tôi, và chúng tôi muốn anh giới thiệu rõ hơn về mình. Vâng, chào anh. Chào quý vị khán giả, tên tôi là Đặng Trần Thủy, tôi đến từ Hà Nội. Anh chị như vậy là cưới nhau thực tế là tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hai vợ chồng cưới nhau từ năm 2008. Chọn thời gian có vẻ nó rất là tròn trịa như vậy, thì không biết là cái hạnh phúc của mình tới cái thời điểm này thì theo anh nó đã đạt được như thế nào, anh có thể chia sẻ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Hiện tại thì hạnh phúc của vợ chồng anh Thủy thực sự là mình cảm nhận sự viên mãn, sự viên mãn trong chính bản thân mình, sự viên mãn trong gia đình, con cái cũng như là bố mẹ bên bên. Để đạt được cái sự viên mãn thì chắc chắn là chúng ta phải trải qua rất là nhiều cái đắng cay cũng có rồi, đúng không? Và tất nhiên chúng tôi, những người thực hiện chương trình và đặc biệt là những vị khán giả và đặc biệt hơn nữa là các học viên của Vera Hà Anh, xin được chúc mừng anh chị rất là nhiều. Chúng tôi vẫn có một cái tò mò mà cho tới hiện tại này thì hình như là chưa có cái tiền lệ, đó là thường là người ta, các cái chuyên gia tâm lý người ta phải được đào tạo rất là quy củ, rất là bài bản rồi rất nhiều năm rồi sau đó người ta mới trở thành chuyên gia tâm lý, nhưng cũng không phải là ai được đào tạo rồi cũng trở thành một chuyên gia tâm lý, đúng không? Nhưng với Hà Anh lại là một trường hợp rất đặc biệt. Tôi muốn hiểu rõ hơn với cái sự đặc biệt như thế này thì nó có cái rào cản hay như thế nào, đúng không? Sau tất cả những cái bất ổn mà vợ chồng đã trải qua, từ bất ổn về gia đình, từ hôn nhân, nó dẫn đến những cái hậu quả về con cái, về vợ chồng, về một quan hệ với gia đình, với bố mẹ hay là anh chị em trong nhà, thì mình luôn lo lắng trong lòng, mình có phải xứng đáng nhận được cái bất ổn đó không, và mình đã muốn thiêu bản thân mình, và từ đó cũng được sự động viên cũng như sự thay đổi của vợ, thì hai vợ chồng đã trở nên hòa thuận và yêu thương nhau hơn. Vậy thì cái lý do mà anh đã cùng đồng quyết định là đồng hành cùng với chị trên cái chặng đường tiếp theo đã và đang đi đấy? Cũng thật ra cái này thì cũng là một cái ngộ trong chính tư tưởng của Thủy,
khi mà tham gia những cái buổi online, những buổi chia sẻ rất bé, từ những cũng đưa vợ đi những ngày thứ bảy, những ngày chủ nhật chia sẻ ở quán cà phê, nhưng cái hội trường rất là nhỏ thôi, chỉ 20-30 người, 50 người thôi, và mình nhìn thấy được những người phụ nữ họ trong cái xã hội này họ có quá nhiều cái đau khổ mà chính những người đàn ông không nhận ra và đã vô tình hay là cố tình đã tạo ra điều đó. Và mình thấy được nhiều sự thay đổi của học viên, thấy họ hạnh phúc hơn, và mình tâm niệm trong lòng rằng đây chính là cái sứ mệnh mà mình làm, đây chính là cái giá trị mà mình nên làm. Và từ đó mình đã sắp xếp tất cả công việc của mình, từ quản lý các công ty mình xây dựng, và mình đã cùng gác lại và cùng thực hành với các bạn. Thế là gác lại những công ty xây dựng mà anh đang quản lý đúng không ạ? Gác lại hoàn toàn luôn hay là vẫn đang hiện tại là đang gác lại hoàn toàn. Thế là cùng đồng hành với bà xã của mình đi khắp mọi miền của đất nước đúng không? Và chúng tôi cũng được biết là anh chị đã từ ngoài Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua và cũng đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay với sự đồng hành của hai người như thế này thì quá là tuyệt vời đúng không? Và chúng tôi có một điều thắc mắc, đó là trước bây giờ hình như là chưa có tiền lệ, là thường là các chuyên gia tâm lý thường là người ta phải được đào tạo rất là bài bản cái cù, sau khi nhận được bằng chính thức rồi thì không phải ai cũng trở thành chuyên gia tâm lý hết, mà chỉ có một trong số rất là ít thôi, đúng không? Trong số rất là ít người mới trở thành chuyên gia. Thế nhưng với Hà Anh lại là một trường hợp rất đặc biệt. Chúng tôi cũng muốn hiểu rõ hơn. Cảm ơn anh. Thì như chồng của Hà Anh có nói đó, đấy là đơn giản chỉ là đi chia sẻ thôi. Thế còn những cái mác như là chuyên gia tâm lý, diễn giả hay là nữ hoàng hạnh phúc đều là do học viên tặng đấy anh ạ. Chứ còn thực ra thì Hà Anh vẫn chỉ dám nhận mình là người đi chia sẻ trải nghiệm của cuộc sống hôn nhân của bản thân thôi anh ạ. Và là người đã từng trải qua những cái sự vấp ngã trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình, và sau đó thì cùng với người vợ của mình là chuyên gia tâm lý đi chia sẻ với rất nhiều các chị em phụ nữ, rất nhiều các cặp vợ chồng đang gặp phải sự cố. Vậy thì với vai trò là một người đàn ông thôi, chứ không phải là chồng của cô chuyên gia tâm lý kia, anh có điều gì muốn nhắn gửi tới các đấng mày râu? Qua những biến cố, những thăng trầm mà Thủy đã đặt trải qua thì mình cũng có một chút cũng ý chia sẻ. Với góc độ của mình thì với một người đàn ông, mình rất là tâm đắc một câu nói như này là sau một người đàn ông thì luôn có một người phụ nữ thành đạt. Và mình là người thành công thì mình cũng mong muốn người phụ nữ của mình cùng song hành, cùng đồng hành với mình và người cũng thành đạt. Và một người đàn ông mình càng bỏ cái tôi càng lặn sâu hơn bao nhiêu thì mình sẽ càng nhìn thấy, nhìn nhận được cái gia đình, cái giá trị gia đình mình rộng bao nhiêu. Vì mình luôn ấn định được mục đích của mình, đó là gia đình, là con cái, lấy mình những cái điều tương lai, những điều mà mình để lại cho sau này. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh, và chúng tôi tin chắc rằng là rất là nhiều đấng mày râu khi nghe tới sự chia sẻ của anh thì có thể thấy rằng là biết đâu đấy người ta sẽ chợt tỉnh lại để mình có những suy nghĩ và hành động để điều cuối cùng mình mong muốn đó vẫn là hạnh phúc, mái ấm hạnh phúc gia đình, đúng không ạ? Thế còn đối với Vera Hà Anh nghĩ như thế nào về sự chia sẻ của chồng mình? Đó là một cái chia sẻ rất là thật tâm với anh ấy. Bản thân Vera Hà Anh cũng nghĩ rằng là để có được hạnh phúc thì đó là sự vun vén từ hai phía. Khi mình muốn nhận lại được điều gì, mình cần phải học cách cho đi. Và rất là mình muốn rằng tất cả các vợ chồng đều có thể cho đi vô điều kiện, thì mình sẽ tìm thấy bầu trời lớn hơn, rộng hơn, và gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Và cần muốn biết cái đích đến của mình là gì. Mỗi một cặp vợ chồng, mỗi một người đàn ông hay mỗi một người phụ nữ khi bước vào cuộc sống hôn nhân phải đặt ra cho mình một câu hỏi: cái đích của mình kết hôn là gì? Nếu như bạn muốn cái đích là một gia đình hạnh phúc thì hãy nhớ đừng chọn đúng. Đừng chọn đúng để được hạnh phúc, đúng không? Vâng, xin được cảm ơn Vera Hà Anh cùng với anh đã cùng chia sẻ những thông tin, những thông điệp mà chắc chắn rằng các cặp vợ chồng đang theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ biết đâu hỗ trợ cho mình rất là nhiều kiến thức để cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh và anh đã cùng đến để chia sẻ những thông tin rất là bổ ích cho các cặp vợ chồng đang xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Xin được cảm ơn anh chị rất nhiều. Và cũng nhân dịp đón chào xuân mới năm 2019, không biết là chị có chia sẻ gì với những vị khán giả ngày hôm nay không? Cảm ơn anh. Nhân tiện
Đây thì Vera, vợ chồng Vera anh muốn gửi lời chúc một năm mới 2019 tới Truyền hình Pháp Luật, tới tất cả các học viên, tới tất cả các cặp vợ chồng trên toàn thế giới và tới tất cả các quý vị khán giả đang xem truyền hình có một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc và luôn mỉm cười ạ. Vâng, xin được cảm ơn chị. Thưa quý vị thân mến, chương trình Hot Fake kỳ này của Truyền hình Pháp Luật Việt Nam của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể xem lại tất cả những nội dung của chúng tôi trên website www.tvphapluat.vn và trên trang fanpage cũng như kênh YouTube của Truyền hình Pháp Luật Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.